Yến rất là thích món này luôn. Hồi chưa dịch á, Yến hay mua của một cô ngoài chợ. Cô làm vừa ăn lắm. Giờ dịch cô nghỉ mà hôm nay thèm quá nên học làm thử luôn. Yến có một trái đu đủ mỗi dịch 1,2 kg, mình bào sợi và 5 trái dưa leo 400 g. Mình cắt bỏ ruột và sắc nhỏ như thế này. Mình đem đi ngâm muối sau 20 phút, bóp xả lại với nước lạnh, vắt cho khô. Mọi người có thể dùng cái túi hoặc là vải lược vắt cho nó dễ. Cải muối sắc sợi Yến có 150 g, ngâm nước 20 phút, bóp xả lại cho hết mặn, vắt cho khô. Sau cùng là mình trộn tất cả lại với 400 g đường, Yến ngâm một ngày một đêm. Mọi người có thể đem đi phơi nắng cho nó mau trong và màu nó đẹp hơn. Ngâm xong thì nó chưa ra mùi mắm đâu mọi người. Bây giờ cần một ít nguyên liệu nữa. Khóm là nửa trái mình cắt nhỏ, ướp với đường 15 phút rồi để vô chảo ghim lửa nhỏ đến khi nào khóm nó trong và sệt lại. Sườn non chai ngâm nước cho nó mềm rồi mình dắt cho khô, đem đi xé nhỏ và chiên giòn. Tàu hủ kỳ thì mình cũng đem đi chiên giòn luôn. Bây giờ là tới khâu mình đi trộn mắm nè, mà hôm nay Yến thiếu một nguyên liệu là thính nha mọi người. Thường người ta làm mắm chay á thì dùng mắm đậu, nhưng mà hôm nay Yến không có mua được nên Yến thay thế bằng chao. Yến dùng một muỗng chao, mình không có lấy nước, và nêm vô một ít muối cho nó cân bằng vừa ăn lợi, vì ướp một ngày một đêm với đường nó có vị ngọt không à. Sườn non và tàu hủ kỳ mình đem trộn chung lại với nhau luôn. Ăn bao nhiêu thì mình trộn bấy nhiêu thôi, trộn nhiều ăn không hết, dễ lên men lắm. Hôm nay Yến ăn phân nửa, còn phân nửa mình để ngăn mát, nào thèm đem ra trộn ăn tiếp. Mắm chay giòn thơm giống cái mùi của Yến mua lắm. Mọi người làm thử đi, ăn cơm ngon lắm luôn á.